Em chào bác nhé, em Lâm đây. Hôm nay lại quay cho bác một con siêu phẩm tiếp tục đây. Hôm nay quay ba con bếp ga cho các bác. Hôm nay là quay một con siêu phẩm màu mận chín bản cao cấp nhất của Zinline đến tính đến tại thời điểm hiện tại bây giờ là năm 2022. Nhật vẫn chỉ có con Zinline là bản cao cấp nhất thôi. Và em đang sở hữu được hai con màu mận chín như thế này. Thì nó đang nằm ở nhà em từ Tết đến giờ rồi. Nó ế quá trời ế luôn, năm nay ga lên đắt cao ác rồi, hết sang bếp từ dùng. Bếp ga thì nằm chờ từ Tết đến giờ luôn. Mà bây giờ hôm nay em muốn xả lỗ đi để lấy tiền đây. Thì bác nào xem được video này thì nhớ alo và ủng hộ cho em nhé. Em sẽ qua cửa hàng em một chút. Cửa hàng nhà em là cửa hàng Thanh Lâm Gia Ban Shop, địa chỉ tại Cầu Giàm, Tân Hương, Ninh Giang, Hải Dương. Em dùng hai số điện thoại, số đầu tiên là số 0377996066, số dưới là 0975360433. Đây, trước mắt các bác đây là một con Zinline. Mặt là mặt đá kim cương. Đấy, phủ kim tuyến. Đẹp không một vết chấm nào luôn, tất cả siêu còn nguyên trên máy. Đồ đạc chấm hết luôn, đồ đạc con này chưa dùng luôn. Đấy. Đấy mà nó chỉ dùng là trưng bày trong siêu thị thôi, nó chỉ dùng rất là ít thôi. Đấy, tôi chưa dùng một lần nào cả, em khẳng định luôn. Zin toàn tập. Zin đét đèn đẹp. Zin không có cái gì để zin hơn luôn, mà đẹp không có gì để đẹp hơn luôn. Các bác thì ở trên mạng các bác đi. Thay cái bộ kiểng lốc ở đây, bộ kiểng lốc này nó các bác này nó bán 350.000 bộ, bọn em không mua. Bởi vì tại sao không mua? Cái kiểng lốc ấy nó hàn vớ vẩn lắm. Việt Nam mà hàn 3 ngày dụng bố ra mất. Mà mất ấy là mất luôn, không mua ở đâu. Cho nên là tại sao em cứ để kiểng zin, các bác check cái mạng sau con nhà có kiểng lốc. Kiểng lốc ấy là mấy bố Việt Nam mình tự thay rồi đấy. Nó hết luôn, có biết luôn. Em không làm rồi, có mua thì em chỉ chối cho mua. Đấy, con này bắt đầu xuất xưởng vào tháng 12 năm 2017. Cực đẹp luôn. Đấy, xin phép lấy đúng cái số tiền đằng sau số 17 đây là 7 triệu này. Đấy, 7 triệu bảo hành 2 năm. Em ba của bác là mới như nào thì cú nó tương đương như vậy luôn. Con này nó chỉ là bật mốt này lên để nó trưng bày ở siêu thị thôi. Còn bếp thì không phải bà. Bếp miễn bà. Vì nó là mới tinh mà. Không có gì mà chê. Đấy. Con này thì full hết các tính năng rồi. Vì đây là dòng bếp cao cấp mà. Cao cấp nhất mà. Như là hẹn giờ độc lập là. Đấy. Hẹn giờ độc lập này. Đấy. Đấy, nấu cơm này. Đấy. Bên đây là các cái chế độ như đun nước này. Rồi thì khóa 3 giây này. Rồi thì linh nấu hẹn giờ theo nhiệt độ mong muốn này. Lướng hẹn giờ lướng thì có các chế độ lướng khác nhau. Ủa, em tắt đi sợ lò lướng nó bẩn. Đấy. Đây, bật qua này. Các chế độ hẹn giờ nó ti tỉ các cái chế độ khác nhau. Đấy, tự các bác tự chọn. Đấy. Tức là nó rất là nhiều các cái chế độ lướng khác nhau. Đấy, cho bác nào đam mê đồ nướng thì đây. Đấy. Một con bếp siêu vít. Thật sự luôn. Nó như mới đập hộp luôn. Con đây là con Zinline kính cong. Đấy, mặt cong. Bản cao cấp nhất của nó rồi, không có bản nào cao cấp hơn. Đẹp chấm mét luôn. Không có gì mà các bác xoay. Đẹp từ trên xuống dưới, đồ đạc thì đủ hết. Đấy. Con này các bác mua người ta đang bán trên 10 triệu. Đấy. Nhà em Lâm bán 7 triệu. Giá này là giá thu hồi vốn. Và giá này đã lỗ 500.000 rồi. Đấy. Các bác nào lấy thì ủng hộ nhé em. Đấy, bếp bảo hành 25 tặng lưới trông chuột tặng pin. Đấy, bao giờ cũng là như vậy. Đấy, mua bếp của ai bếp đắt tiền nhà em thì đều được bọc lưới trông chuột và đều được tặng một đôi pin xịn. Đấy. Đấy, các bác lấy ủng hộ em hai số điện thoại đây nhá. Bếp ga Nhật thì yên tâm là bao giờ đun tiết kiệm hơn ga Việt Nam. Bếp Việt Nam mà giữa thời điểm ga đang đắt như thế này thì dùng bếp ga Nhật này thì các bác yên tâm là cứ dùng 3 bình các bác được không một bình. Đấy, chắc chắn luôn. Đấy, không sợ đen nồi. Đun nấu sạch sẽ, an toàn, tiết kiệm, chống cháy lỗ. Không có gì mà bà. Đấy, hẹn giờ nấu cơm các kiểu luôn. Đấy. Bếp thì mặt trên là màu mận chín nhá. Đấy, kính là kính màu đen, phủ kim tuyến. Đấy. Em chào các bác nhá. Bác lấy thì alo cho em.